Đây là mẫu nhà nằm phía sau bến xe buýt Hưng Long nha quý anh chị, ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, với diện tích là ngang 5m7, dài tận 21m luôn. Thiết kế theo kiểu mới nhất năm 2022 nha quý anh chị, kiểu mái Thái nha. Thiết kế rất là sang trọng luôn. Với căn nhà này ngang 5m7, dài tận 21m, được bán với mức giá chỉ có 2 tỷ 8 thôi nha, có sân trước để mình đậu ô tô và sân sau, có sân bên hông luôn. Rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị, thiết kế sang trọng nè. Ở trong phòng khách rất là rộng rãi luôn, trên đi trần thạch cao nguyên khối, nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc. Ở đây mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7 rồi đó quý anh chị, đi mất tầm khoảng là 25 đến 30 phút thôi. Nó có 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, rất là tuyệt vời. Đây là không gian nhà bếp thì rất là rộng rãi luôn nha quý anh chị. Có tủ bếp trên và tủ bếp dưới thì xem đến đây rồi. Thì nhớ đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha. Giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp với anh chị mình trong những video lần sau.